Hello, xin chào mọi người. Hôm nay là một cái video mà phải nói là rất là lâu lắm rồi mình mới quay ban đêm như vậy. Bây giờ là 11 giờ mọi người, 11 giờ 10 phút tối thứ sáu, ngày mai là thứ bảy. Thật sự ra là mình không có dự định là quay video đâu, mà tự gì đói bụng quá. Trời ơi, đang làm YouTube nè, tới giờ này mà vẫn còn đang làm YouTube nè, xong rồi đói bụng quá, mà giờ này á mày không ăn cái gì á là nhất định sẽ không thể nào ngủ được. Mình đang mặc áo ngủ luôn mọi người. Cho nên á là thôi nấu tô mì ăn, nấu tô mì ăn rồi làm thêm tí nữa là đi ngủ. Mọi người ăn mì gói chung mình nha, ngon lắm mọi người ơi. Hai tuần nay á mình toàn là mình ăn mì gói này không à, Riva thấy không, Riva cái này là mì lẩu nấm chua cay, mà cái này á là người ta có bỏ cái hương vị sả vô mọi người, ngon lắm. Mình hai tuần trước á mình đi vô siêu thị Cốt Mát á, mình thấy bán, mình mua thử 4 gói về mình ăn thấy được được. Mấy ngày trước mình đi mình mua thêm 4 gói nữa, để bữa nào mà sáng ăn sáng á thì chửi trái, không có đồ ăn sáng thì chửi trái ăn cái mì này, tại vì cái mì này nó ăn nó ngon lắm kìa. Ai mà muốn giảm cân mà không bị mập á là phải ăn từ lúc mà trước 7 giờ xong mà đi ngủ cái tầm mà 9 giờ 9 rưỡi mới không mập. Chứ mà thức khuya tới giờ này á, xong rồi phải ăn cái gì đó rồi mới đi ngủ, dễ mập cực kỳ luôn. Nhưng mà hôm nay cái việc ăn này là ngoại lệ mọi người. Ngon. Với mì đâu rẻ mọi người, giá trên nó trên quầy với là 7.600, mà mọi người phải cộng thêm tiền thuế vô nữa, chắc nó cũng ra 8.000 ha, 7.000 mấy gần 8.000 gói mà có điều ăn được. Nhớ hồi mấy năm trước đó mọi người, lúc mà mình mới vừa di chuyển qua bên nước PNG á, cái đợt đó bắt đầu hai vợ chồng mình ở cái nhà thuê nha, cái nhà của công ty thuê á, có một cái tivi to đùng, cái tivi nó có cái cài đặt cái chương trình Netflix á, có Netflix á thì mình sẽ coi phim Hàn Quốc, coi phim Hàn Quốc và phim mới không à. Cái thế là thời điểm đó vợ chồng của mình nó ghiền coi phim Hàn Quốc lắm luôn á. Trời ơi, mỗi lần mà mê cái bộ nào nha là phải coi liên tục coi cho đến khi mà hết nhanh nhất luôn có thể luôn. Có đi mà mình coi tới 2-3 giờ sáng, ngày nào cũng vậy hết. Cái coi tới giờ đó đói bụng thì phải ăn, mà lúc đó bên Babu thì vợ chồng mình hay ăn một cái loại mì gói cũng chua cay luôn, cũng rất là ngon, tôm dăm luôn nha. À cái mì là mì của Hàn Quốc, cái mì trong cái tô như nè, ngon lắm mọi người ơi. Và kết cục là chỉ sau nửa năm á là cái đợt đó mình mập 71 kg, là do thức khuya ăn mì gói không á, mình mập 71 kg. Trời ơi. Mình chắc chắn một điều là mình mập là do mình thức khuya rồi mình ăn mì gói. Đợt đó xong 71 kg là mình phải đi tập thể dục liền luôn á. Tập thể dục, tập ngày đêm, không ăn. Tới lúc mà giảm còn 5-2, 5-3 kg bị bệnh một trận quá trời luôn. ngon quá. Nó thì chỉ lâu lâu ăn lần thôi, chứ ăn ban đêm gì, không sớm thì muộn, ăn miết là ngày nào cũng thành một con heo. Mà thật sự cái mì này ngon lắm mọi người ơi. Riva nha. Ai mà làm YouTube mà nấu nướng ha, chỉ cần nấu cái mì này ha, rồi bỏ thêm trứng hay là thêm miếng thịt, miếng mực gì lên đó là hả, thành một cái tô mì to ăn là làm YouTube là coi như là triệu view luôn á. Mình nghĩ là vậy á, mì Riva cho mọi người. Giống quảng cáo mì đi.
Ngon quá. Sao tự nhiên hôm nay mình quay phim mà cái GoPro này mà mình thấy cái mặt của mình nó sáng sủa vậy ta? Quá ngon. Quá ngon, không có lấy khăn giấy. Cái miệng ăn tùm lem. Chắc mình ôm tô mì lên, mình hấp cái rột cho hết cái nước mì quá, nước mì ngon lắm luôn á. Chua chua, cay cay mà có cái mùi sả nữa. Quá ngon. Phải gọi là quá ngon. Mình hấp tới đâu mà mình nghe cái nước mì vậy nó trôi xuống bao tử mình tới đó luôn mọi người. Quá ngon, quá ngon. Này miếng gì đây? Cái này là cái miếng thịt. Trong đây nó có cái miếng thịt nữa, ngon lắm. À. Cái nào phải miếng thịt mà là miếng nấm. Nấm thật nè, nấm thật 100% nè. Ngon thiệt mọi người, mình uống gần hết nước mì luôn đó. Ngon lắm luôn á. Giờ mấy bạn mới biết là ung thư tivi á là nữ thực như hổ ha. Yeah. Quá ngon. Để nhai hết rồi đã. Ok, thưa TV, chân thành cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị, anh em bạn bè, anh cô chú anh chị em ruột đã cùng TV ăn cái món mì gói hiệu Rena Rina Riva chứ anh Riva. Giờ no rồi á, giờ làm YouTube thêm tí nữa đi ngủ. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi video của Thư TV nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Mẹ mèo.